Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa, dân ta đã đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc xem ngày an táng, chôn cất. Mỗi người sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh hay giờ mất của mình. Nó là số phận, là duyên nợ của mình với cuộc đời. Dù ngày mất của người đã khuất là tốt hay xấu, thì việc xem chọn ngày an táng tốt cũng mang đến nhiều thuận lợi cho con cháu trên dương gian, cũng như người đã khuất trong cuộc sống mới nơi âm phần. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chôn cất tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chôn cất trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác chôn cất được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn được ngày tốt chôn cất, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chôn cất trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chôn cất phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chôn cất bao gồm sát chủ mùa, thụ tử, tam nương, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, tứ phê, tứ kỵ, tứ cùng, ngũ mộ, ngày phục, ngày trùng. 2. Ngày hợp chôn cất, thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, lục hợp, minh phệ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 1 âm lịch. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Sắp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, ngày 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng là ngày 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng ngày 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày dần, bao gồm 11 Canh Dần, 23 Nhâm Dần. 9. Ngày nguyệt phá là các ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 10. Ngày trực bình là ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ.
11. Ngày trực thơ là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 12. Ngày kiếp sát là những ngày hợi, bao gồm những ngày như trên. 13. Ngày tai sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 14. Ngày nguyệt sát là các ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 15. Ngày nguyệt hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 16. Ngày nguyệt hại là các ngày Tỵ, bao gồm các ngày như trên. 17. Ngày nguyệt yểm, trong tháng 1, ngày nguyệt yểm là những ngày Tuất, bao gồm có 2 ngày, là ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 18. Ngày tứ phế, tháng này không có. 19. Ngày tứ kỵ, tháng 1 cũng không có ngày này. 20. Ngày tứ cùng là ngày Ất Hợi, tháng 1 không có ngày này. 21. Ngày ngũ mộ là ngày 16 Ất Mùi. 22. Ngày phục là ngày Giáp, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 25 Giáp Thìn và 15 Giáp Ngọ. 23. Ngày trùng với các ngày Tỵ Hợi bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. Đó là 23 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc chôn cất cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 24. Ngày Thiên Nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 25. Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát. Ngày trùng rất nhiều với hung tinh, ngày 18 Đinh Dậu phạm ngày Tam Nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có thể chọn làm ngày an táng. 26. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 14 Nhâm Thìn phạm ngày Tam Nương. Ngày 23 Nhâm Dần là ngày Nguyệt Kỵ nên ta không chọn. 27. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày Trực Phá, không nên dùng. Ngày 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 28. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày Sát Chủ, tuyệt đối không sử dụng. 12. Tân Mão là ngày Thiên Địa chuyển sát. Ngày 22 Tân Sửu là ngày Nguyệt Sát, tốt nhất không nên dùng. 29. Ngày Thiên Xá là ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 30. Ngày Lục Hợp là các ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi. Ngày Hợi phạm ngày Trực Thâu và ngày Kiếp Sát, ngày trùng nên tốt nhất không nên dùng. 31. Ngày Minh Phệ bao gồm mùng 6 Ất Dậu, 11 Canh Dần, an táng vào hai ngày này rất tốt. Ngày 17 Bính Thân là ngày Nguyệt Phá không dùng. Ngày 23 Nhâm Dần, mùng 5 Giáp Thân, hai ngày này là ngày Nguyệt Kỵ tuyệt đối không sử dụng. Mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ, 18 Đinh Dậu, ba ngày này là ngày Tam Nương không dùng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 31 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra những ngày tốt chôn cất trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc chôn cất. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt chôn cất trong tháng 1 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với ngày tốt này. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày 11 Canh Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Ất. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Đó là 3 ngày cát lành chôn cất trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.